Octara bối rối. Phủ Nano. Xin được lượng thứ. Mấy cái đèn. Cho làm có chuyện đâu. Mấy con xe. Không may thế thầy ơi. Không trường. May trường. Không thể chấp nhận cái kiểu này. Em xảy cái nắp còn chặt đâu. Đây các thanh niên đang phủ Nano cho cái bóng đèn với đèn ô tô. Đầu tiên thì các bạn sẽ bánh bóng trước. Đây bên này thì bên này phủ rồi thì đèn rất là trong. Trong đúng không? Còn cái này là cái gì đây? Cái này là máy kho. Đây máy kho. Cái kia là này là dung dịch phủ. Đây là dung dịch phủ, đây là dung dịch nano. Đúng không? Đúng rồi. Đây. Bên này đèn bi của con BMW thì sau khi hoàn thành xong thì rất là sáng. Tí đẹp vậy. Đây, mấy cái răng răng cửa của cái này thì mất rồi. Bên này thì đang đánh bóng. Chung thì đây là một trong những cái công việc của lớp nội thất làm hàng ngày. Đánh bóng bằng giấy ráp mềm à anh? Giấy ráp mềm ạ. Giấy ráp mềm à. Đánh bao lâu? Khoảng 4-5 phút. 4-5 phút. Sau đấy phủ nano tầm khoảng 10 phút lên là nó sáng đúng không? Nhanh nhỉ. Cái này ở ngoài cửa hàng nó lấy bao nhiêu tiền? Cái này em cũng chưa thử. 8 triệu. Này rẻ thôi. 8 triệu á? Chém gió đấy. Chém gió ăn đi. Sôi chưa? À. Đun nó sôi lên thì là tự nó hà hơi vào đúng không? À, đây là phủ nano là như thế này đấy, rất là đơn giản. Làm nhanh cũng mất thời gian nhiều lắm. Ồ, đến đâu cái là đèn nó bóng đèn nó sáng luôn, nó trong luôn. Nhìn cũng hay đấy. Cái này phủ được ở trong nhà phòng kín. À. Phòng kín nó không có bụi ạ. Ngoài nó bụi nó dính vào ngay vậy. À. Phủ nano làm sáng. Nano làm sáng đèn. Chạy dưới chân đấy đi. À, các bạn có thể nhìn thấy khi phủ nano đến đâu thì sẽ bóng đèn nó sẽ tháo hết trong kia cho rửa sạch sáng đến đấy. Đây là một công việc cần tay nghề rất là tỉ mỉ và khéo léo. Mình đánh cho xà phòng vào, xúc rửa đánh sạch được. Rửa bên trong, rửa bên vỏ bên trong ấy. Đấy đúng không? Bóng đèn, bóng đèn nó sáng dần rồi. Xong rồi cho bông đánh rửa được. Mình có một cái máy nhưng mà cái bông to đánh bên trong nó dùng ca la đánh này. Thanh niên nội thất rất là nghịch mấy cái trò này. Nội thất thì chỉ có độ đèn bi, đủ là độ đèn âm thanh hay đi của DVD, camera lùi, camera 360 gương và những cái liên quan đến đèn. Vân vân nhớ xuống đúng rồi dậy. Ok chưa?
làm thêm lần nữa. Nó sáng rồi đấy, sáng ở đây gì nữa? Sáng hơn nhưng mà đang khắc phục những lỗi này rồi.